Là cả nhà hôm nay á, là Nhi sẽ cắt và mai nha cái tập về nha cả nhà, tập về để vô bếp nấu ăn á. Bên đây là cái sợi dây trắng trắng á, là sợi dây dúm bèo, còn dây hai sợi dây phía sau và cái thân trước, túi, đôi trên và hai cái sợi dây ở trên đó là cái sợi dây vai nha cả nhà. Bây giờ Nhi bắt đầu Nhi mai nha. Bây giờ Nhi sẽ xếp ly bằng đĩa nha cả nhà. Đó, Nhi sẽ để đây. Đó, Nhi sẽ để vô. Nha, xếp ly bằng đĩa. Rất là đều. Rồi, kế tiếp ở đây. Đó, không cả nhà? Đều ngon luôn á. Đó, kế tiếp. Nhi đây. Đều, 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 đều hết trơn luôn cả nhà. Nhi sẽ làm từ từ cho cả nhà dễ 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 hiểu ha. Đó, đây Nhi sẽ để đây cái sóng đũa, sóng đĩa. Đó, kế tiếp Nhi cũng vậy luôn nè. Đó, trong nhà dễ làm hết cả nhà. Xếp ly đều vậy nè, hết cả nhà dễ không? Đó, nó đều hết trơn, hai ly luôn, hai phân luôn á. Cả nhà rất là dễ ha cả nhà. Nên cả nhà sau khi Nhi đã may xong rồi nè, rất là lẹ mà đẹp nữa cả nhà nhìn nè, đó rất là đẹp luôn. Thấy không? Nè. Rất là đẹp. Không cả nhà? Đó, ly nó xếp đều hết trơn luôn á. Thấy không cả nhà? Nên này cả nhà, bây giờ Nhi đã lượt cái túi vô rồi ha, Nhi đã lấy cái kim á, Nhi kết vô nó bằng nhau hết rồi, bây giờ bắt đầu Nhi sẽ may nha. Đây là cái túi đây. Rất là đẹp luôn. Bây giờ bắt đầu Nhi sẽ may cái túi. Đây nè cả nhà, bây giờ Nhi đã may xong rồi cả nhà. Đó, từ đây Nhi may vòng ở đây đều rồi ha, 3 ly. Đó, cái túi rất là đẹp luôn. Thấy không cả nhà? Đây, bây giờ Nhi sẽ ủi thành phẩm cái túi nha cả nhà. Sau khi Nhi may xong rồi, bây giờ Nhi sẽ ủi nha. Rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Đó, bây giờ này, sau khi Nhi ủi rồi, cái túi rất là đẹp luôn. Cả nhà nhìn nha, cả nhà ơi, đẹp quá cả nhà ơi, đẹp lắm luôn. Đây, đây là miệng túi nha, miệng túi to bản 2 xăng. Đây mấy ly nha, mấy ly đều ha. Đó, mấy ly đều hết ha. Đó, dòng túi đó cả nhà, đẹp lắm luôn. Đây cả nhà ơi, bây giờ Nhi đã may xong cái tập về rồi cả nhà, tập về để nấu ăn á. Đó, Nhi sẽ quay cận cảnh sát cho cả nhà xem nha. Đó, xếp ly rất là đều, Nhi dặn ly rất là đều luôn. Đúng không cả nhà? Đây là cái lai, đây là cái túi, trên đây là sợi dây buộc hai cái eo và Nhi giữ đều hết 4 xăng qua đường eo. Còn ở trên đây là trên cái yếm, ở trên cái ngực mình nè cả nhà. Đó, đây là có cái nơ nha, ở trên đây là cái dây đang máng trên cổ á cả nhà. Đặc biệt cái áo này là Nhi may 2 lớp nha, ở đây cũng 2 lớp nha, 2 lớp rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây là cái nơ này, Nhi có làm cái nút nè cả nhà, thấy không? Rất là đẹp. Đây xin Nhi sẽ quay tổng quan trên đi cho các bạn nhà xem cái tập về nha. Đó, mặc vô rất là dễ thương cả nhà ơi. Cả nhà sau khi Nhi đã may xong cái tập về rồi cả nhà, đẹp không cả nhà? Đó,
Nhi sẽ tới xíu cho cả nhà xem nha. Ở dưới đây là phía trên nè. Đó, đây Nhi có gắn cái nơ và có cái nút. Đây là Nhi ship ship bèo nha, ship dúng bèo. Đây là cái túi. Đó, cái túi nè cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đó, cái này mình để tiền, để điện thoại, để vật dụng gì khi mình nấu ăn á, mình bỏ điện thoại cũng đẹp lắm cả nhà. Đây 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 là phía hông nè. Đó. Đây, Nhi xa xíu cho cả nhà xem nha. Đây cái tập về này rất là dễ thương luôn, không cả nhà. Đây là phía sau nè. Đó. Phía sau của tập về này, đây có cái sợi dây thắt nè cả nhà. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó, Nhi mới vừa may xong đó. Cái này Nhi hôm nay Nhi sẽ may thêm nữa, Nhi may khoảng 10 cái. Đó, cả nhà xem mặc đẹp quá. Cái này cái màu này là rất sang luôn cả nhà, không dơ cả nhà nấu ăn á. Cái màu này nó không có dơ. Cái màu là màu rau, đắt rau. Đó, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. À, vừa vặn với mình luôn ha. Cái này cao lùn gì mặc cũng được được hết. Tại vì Nhi may cái dây cổ này nó có chịu hao. Nếu mà người nào mà thấp á thì mình thâu dây cổ xích lên xíu, còn người nào cao thả dây cổ xuống xíu. Nói chung là cái áo tập về này thì nó không có kén người mặc. Rất là dễ. Đúng không nhỉ? Đó, vậy là Nhi đã may xong rồi. Hôm nay Nhi sẽ may 10 cái nữa. Thì may 10 cái nữa thì mỗi một cái vậy là một màu, chứ không có may trùng màu. Đó. Tại vì này Nhi may nhà, cho nên là mình không có, mình may ở nhà cho nên là mình không có may trùng màu. Mình sẽ may mỗi một cái là một màu. Ủa có túi đẹp quá cả nhà ơi. Ở trên đây nè, Nhi ship ly nè, ship ly bằng đĩa nó rất là đẹp luôn. Em cả nhà, cái nơ rất là đẹp. Túi à. Ủa túi này bỏ điện thoại rồi ha. Rất là tiện luôn cả nhà, đẹp quá. Vậy thôi Nhi xin kết thúc ở đây nha. Cả nhà nhớ xem và ủng hộ comment cho Nhi nha. Bye bye.